Ông hết hương tươi rồi. Tôi không có đăng mà. Không đăng, ta không làm. Có nghĩa là sáng nay khi tao đang ngủ thiêu thiêu nó gọi điện FaceTime, nó mặc cái bộ váy màu xanh xanh gì đó. Không, có hai bộ. À, ông nhìn dáng tôi có bén không? Nếu mà tôi đi tập gym nữa thì dáng tôi còn bén hơn. Nó thôi mẹ ơi. Thì ta nói khôi thôi, nhưng mà những cái gì mà mày đòi có bao giờ ta không mong muốn làm gì đó. Tôi gọi tập gym chúng không cho. Thật, tất nhiên rồi, tao đàn ông với lại nhà tao đâu có gần mày. Mày đi tập với cô Lan Anh là chuẩn chỉnh luôn, còn đó là gì nữa. Tại vì cái khu vực tập gym á, nhiều khi vào phòng đồ nam và đồ nữ nó khác nhau. Và cái thứ hai là cái phòng gym mà ta đang tập nó ngay gần nhà tao, tao đâu có lạnh đâu mà tí ăn sáng ta chạy qua đây, ta là lướt ngược mày lại về kia. Người ta đi tập gym, ta đi xe máy, ta không có đi xe hơi, hiểu không? Đây là mày tập gần đây là ok rồi, đó. Đây là nó mới kêu chứ, ông mà cho tao đi tập gym thì dáng tôi nuột luôn như người mẫu này. Đây mọi người, đây là bắt đầu là ngày mai là mình có buổi thời gian chiều là đi ăn này. Thứ hai là mình đi chụp hình này, bắt đầu thứ ba tuần sau. Đi ăn gì nữa mập lắm. Bắt đầu thứ ba tuần sau là mập lắm, nó sẽ tham gia các hoạt động nào. Mập lắm. Mày đang nói tao quá đúng không? Anh Sơn đang tính hoa, tao tính mạng luôn. Bén nha. Ai hả? Anh Sơn. Mày mà theo tao kiểu gì mày cũng lên được. Ủa anh Sơn hả, bằng một tính mạng của anh luôn hả? À, mày theo tao tập gym kiểu gì mày cũng luột. Tại vì mày biết sao, một tuần 7 ngày tao đi tập có 2 ngày. Một năm 12 tháng chị đi tập. Bây giờ mình đi tập với cô Lan Anh, mày thôi thúc. Có con là cô Lan Anh tập sinh. Mày thôi thúc cô Lan Anh lên. Nhưng mà điều quan trọng là sáng 8 giờ mày có dậy để mày đi tập hay không? Ừ. Hay là... Rồi nhớ là thôi thúc nha. 7 giờ tôi dậy rồi. Ok. Tại vì mấy bữa nay tôi mệt nên tôi ngủ sớm lắm. Thì tất nhiên cái điều đó là điều tốt. Điều đó là điều tao hoan hỉ. Mày ngủ sớm, dậy sớm đi tập thể dục thì dáng mày nó mới nuột nà hơn. Ok. Kiểu gì mà sau này trở thành Dương Lan Ngọc. Đấy, dáng đẹp, mặt xinh, tính cách hài hòa, năng lượng. Kiểu gì mà chả khiến cho nhiều người yêu mến khi gặp, đúng không? Đấy, đây là mọi người cũng đã đồng hành trong cái hành trình này nha. Chúng ta còn rất là nhiều điều tuyệt vời ở phía trước đang chờ đợi, đúng không mọi người? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mời bếp phó... Bếp này là bếp gì? Bếp phụ. Rồi, chúng ta cùng mời bếp phụ vào đây để cùng nhau... Bếp phụ mà căng quá, ế, ăn gì dính vô áo vậy bà? Nấu bếp. Mới nấu bếp. Người ta mới nấu bếp, người ta mới xịt tương ớt lên phở. Ok nha. Trời nha. Cái răng miếng đồ ăn kìa. Chưa có cười ra miếng nào luôn mà nói răng miếng đồ ăn má. Xin lỗi thằng này. Hello cả nhà. Ơi, nấu đồ ăn mà bà ăn dũng hết nên tôi gạt mấy vố mà. Chịu luôn đi. Tôi chấp nhận. Tôi ăn no nê rồi, chấp nhận. Ba phần của tôi. Sơn hôm nay thì hoa bất chấp em. Lan đã có hẹn đi chơi với gái chưa? Rồi còn mết hả hoa không còn đi chứ. Hôm qua đi ăn thằng cu đen với thằng bí đỏ nó kể cậu Sơn mà cười đáo hết cậu luôn. Trời đất ơi. Rồi cả nhà hôm qua không? Thì hôm qua lúc mà cô Huyền cô đến cô đón hai thằng này, xong ta chở về thì trên đường là ghé đồ ăn. Cả nhà nhớ chốt đơn như cả nhà nha. Rồi ok mọi người ơi, hôm nay chúng ta sẽ có những cái sản phẩm này đang trưng bày trước mặt. Không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ được áp dụng với những cái voucher gì nhưng mình chưa biết. Thì hy vọng là mọi người chúng ta tiếp tục đồng hành nha. Mình xin được nhắc lại là bếp ăn trung tâm của chúng ta sẽ diễn ra là mỗi ngày 1 tháng 30 ngày là diễn ra đủ cả 30 ngày luôn. Nên là Hùng rất là hy vọng rằng là mọi người hiểu được rằng là cái việc mà mọi người đồng hành trong những cái diễn live như này cũng chính là một cái cách gián tiếp để chúng ta xây dựng ra những cái cộng đồng tuyệt vời, đúng không mọi người? Dạ nha mọi người nghe. Rồi cả nhà mình giới thiệu. Sáng tôi đi ăn bún mạch nướng á, tôi gặp qua quá trời. Gặp ở đâu? Nhà. Ok xong luôn. Rồi chốt đơn nha mọi người. Hôm nay đi ăn mình nè. Không có chồng đi em. Đó ok mọi người. Hồi nãy thì Hùng đã nói về cái ngày khai trương bếp ăn trung tâm. Chúng ta sẽ được diễn ra vào ngày 26 tháng 6. Thì bây giờ Hùng sẽ nói cho mọi người nghe về cái thời gian luôn nha mọi người. Nếu như mà ai trong thành viên của gia đình báo thì chúng ta có thể là cử một vài trưởng FC hay là một thành viên cứng cựa cho một FC nào đó. Mọi người ơi, Hùng sẽ phân phát tại hai cái địa điểm, đó là bệnh viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện Nhi Đồng 2. Thì ở trong đó chúng ta sẽ có một cái khu vực riêng để mà phát những cái phần ăn đó. Nên là nếu bạn nào chúng ta có rảnh thì mọi người có thể là đến. À, còn thời gian sắp tới có thêm những cái địa điểm nào nữa hay không thì lúc đó Hùng sẽ thông báo với mọi người sau. Thì bây giờ trước mắt là chúng ta chọn ra là bệnh viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện Nhi Đồng 2 vào lúc 10:30 nha mọi người. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phiên live này. Rất là nhiều những cái sản phẩm đang trưng bày và bếp trưởng của chúng ta ngày hôm nay đã chế biến được món ăn được mang tên bún đậu mắm tôm. Bún đây là bún đậu mắm tôm hả? Không, lộn. Rồi bếp trưởng không biết món này là gì luôn. Quần ta là bằng. Món Mỹ. Cầm lên cho mọi người xem. Đây là món Mỹ kho mì mắm bếp chicken.
a lucky, a lucky. Bánh là cái lucky vậy. Dính. Ờ, ăn vô là bạc bạc, giờ sướng là mọi người ha, chốt đơn nha mọi người. Ăn vô là bạc bạc. Dạ, cái món này là hoàn toàn là làm bằng thành phần là bột yến mạch ngọc trai, cho nên mọi người cứ chốt đơn nha mọi người nha. Rồi mọi người ơi. Rồi ok mọi người, đây là một cái món ăn... Chưa xong. Rồi ok mọi người, thông qua những cái buổi live như thế này thì mọi người mới thấy là My nó rất là nhiều cái sự sáng tạo. Mà đôi khi một cái đứa trẻ bằng tuổi giống như My chưa chắc là nó có những cái sự sáng tạo như vậy. Thì khi mà chúng ta cho My nó tiếp cận với những cái như thế này thì chúng ta mới thấy được rằng là những cái đứa có sự sáng tạo như thế này thì sẽ rất là tuyệt vời, đúng không mọi người? Và đôi khi là những cái người mà họ có xích ở bên ngoài kia, họ nhìn vào một vấn đề, họ chỉ moi móc và tìm ra những cái không hay để họ bới chuyện thôi. Nhưng mà mọi người thấy không, có nhiều người họ bảo rằng là gia đình báo của chúng ta là không tạo ra được cái điều gì hay là Hùng và My toàn là xàm xí đú hay là tùm lum la, nhưng mà rõ ràng xí đú nhưng mà mọi người thấy rõ ràng không để nó, nhưng mà mọi người thấy rõ ràng là trong câu chuyện này đã tạo lên được rất là nhiều những cái phép màu rồi. Và Hùng nói thật với mọi người, đây là một cái tâm sự thật, là thời gian qua Hùng thấy có rất là nhiều thành viên gia đình báo họ bị bệnh như là ung thư, hay là họ bị bệnh những cái gì đó liên quan đến cái việc phải nhập viện để mổ, và đôi khi họ nghĩ rằng là họ không qua được, nhưng rồi họ bảo rằng là nhờ sức mạnh của gia đình báo, nhờ cái tình yêu thương dành cho Hùng và My, và họ đã vượt qua được những cái điều đó. Thì mọi người thấy không, giá trị nhân văn nó nằm ở đó chứ nằm ở đâu nữa. Chứ ông chờ đợi những cái điều gì, trong cuộc sống này có những cái nó còn rất là ý nghĩa mọi người. Đó, nói không xa đâu, giống như cái bạn mỡ mỡ đó, là cái bạn mà đan cái áo tặng cho Hùng và My ngày hôm qua đó. Bạn ấy nhắn tin cho Hùng là bạn ấy bảo là bạn ấy bị ung thư máu, và bạn nghĩ là bạn ấy sẽ không vượt qua được, nhưng mà cứ nghĩ cái cảnh là phải vượt qua cái căn bệnh này để mà hàng ngày xem video của Hùng và My, hay là làm những cái nội dung tích cực như vậy, bạn ấy đã có cái động lực để bạn ấy vượt qua được cái điều đó. Nên rõ ràng rằng là mọi người thấy đây là một cái câu chuyện, nó không chỉ là mang lại cho mọi người cái phút giây giải trí khi mọi người xem live, mà nó còn là một cái câu chuyện lan rộng cái sự yêu thương và khiến cho nhiều người họ có động lực trong cuộc sống. Và thực sự là mọi người thời gian qua Hùng nhận được rất là nhiều tin nhắn của những người họ bị trầm cảm, hay là thậm chí là họ bị những cái vấn đề như là bố mẹ mất sớm, hay là cuộc sống của họ trở nên bế tắc, nhưng mà họ vô tình xem được những cái video của Hùng và My, hay là những cái hành trình như vậy khiến cho họ cảm thấy có động lực và có cái lý do để họ phấn đấu cho cuộc sống hơn. Đấy, tại sao chúng ta không nhìn vào những cái điều đó để chúng ta lan rộng, mà những cái thành phần xấu thì toàn đi tìm những cái to xích và những cái tà lao bí đao để mà ngồi nói này nói nọ thôi. Nên là rõ ràng là chúng ta thấy được rằng là mục đích của họ chủ yếu chỉ là để câu like, câu view, và làm những cái gì mà nó không mang cái tính chất lan rộng, kết nối mọi người, thì mọi người chúng ta bỏ ngoài tai đi. Khi mà họ không đạt được cái mục đích của họ nữa thì kiểu gì họ cũng phải đi tìm một người khác à. Còn bây giờ họ không tìm được ai khác ngoài Hùng và My để bám víu vào câu chuyện, thì họ vẫn cứ tiếp tục làm như vậy. Mà nếu như chúng ta cứ đáp trả lại thì chúng ta đang giúp họ đạt được cái mục đích của mình rồi. Ok mọi người, đó rõ ràng là thông điệp của những cái câu chuyện, nó đem lại những cái điều tuyệt vời như vậy mà, đúng không em? Ok đúng không? Bà nhỏ làm bánh đẹp quá. Rồi mọi người ơi, chốt đơn liền giùm em nha mọi người nha. Bánh hạt rẻ nhân, cái gì sốt kem dâu. Bánh hạt rẻ sốt kem dâu. Bánh hạt rẻ sốt kem dâu. Rồi xíu nữa cho thầy ăn nha. Rồi ơi. Mặt nạ lá chùm ngay, cả nhà ơi, cả nhà chốt đơn nha mọi người nha. Rồi 20:40 rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau. Không cho tôi nói rồi. Nói đi. Rồi xin giới thiệu. Nó không hay mà luôn coi hoài, luôn hay vậy ghê. Giống như Facebook tôi phở bò tôi dễ hay vậy ghê. Thì đó người ta phải vào người ta tìm con người hay dễ quá. Có nghĩa là người ta phải vào người ta xem, và cái thành phần toxic phải vào xem thì mới kiếm được những cái để nó toxic mà chứ. Đây là thường là kệ mà. Mình là đang ngoài bóng ánh sáng, mình cứ tỏa sáng cho những cái cây cối xung quanh người ta tiếp thụ. Ui dồi ôi, bánh xà phòng rau má của tao 290 bây giờ nó gọt thành có 29k này. Rồi ok, xin mời Bếp Phụ. Đâu biết không? Dạ. Ok rồi, do rồi mọi người.